Xin chào quý anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay mình giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà phố. Căn nhà này nằm trong khu dân cư Sài Gòn mới thuộc khu phố 7, thị trấn Nhà Bè. Đây là không gian phòng bếp nha các bạn. Căn nhà của mình đây có bề ngang là 5,4m, dài 12,5. Kết cấu xây dựng của mình là một trệt, hai lầu và sân thượng. Đây là bếp của mình. Bếp của mình là có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, kịch trần hết nha các bạn. Trong bếp của mình đây có một bộ đèn chùm rất là sang trọng và lịch sự. Đây nên là trong phòng bếp của mình. Bếp của mình là có chậu rửa chén các thứ đầy đủ hết rồi nha các bạn. Mình có quạt hút mùi này. Bếp điện từ hết nha các bạn. Đá của mình rất là đẹp và chắc chắn. Bếp của mình có ốp vách kính rồi nha các bạn. Căn nhà này anh ấy gửi mình bán với giá là 7,2 tỷ. Nhà full đầy đủ nội thất hết. Đây mình có một tủ lạnh side by side này, hiệu Samsung nha. Tủ lạnh mới tinh luôn nha, chưa bóc tem. Ở trong bếp đây của mình có một bộ bàn ăn này. Bộ bàn ăn 6 ghế này các chị nhìn sẽ rất là ưng mắt và thích thú. Còn đây là không gian phòng khách. Không gian phòng khách của mình đây mình có một cái kệ tivi. Anh ấy trang bị cho mình sẵn tivi nha các bạn. Kệ tivi của mình nằm ngay bên dưới cầu thang. Đây là khu vực phòng khách của mình. Phòng khách của mình đây mình có bộ sofa rồi nha các bạn. Máy lạnh mình có đầy đủ này. Đèn trần trang trí. Ở phía cuối nhà của mình đây thì mình có một toilet. Đây phía cuối nhà mình có toilet dùng chung ở bên dưới đây nha các bạn. Và đây là khoảng sân sau nhà. Sân sau nhìn rất là mát mắt. Đây là không gian sau nhà. Và bây giờ mình đưa các bạn đi tham quan phía trước bên ngoài căn nhà. Đây là khu vực gara đậu xe ô tô. Căn nhà của mình đây trên diện tích ở trên sổ của mình là ngang 5m nha các bạn. Thì mình có một khoảng thừa đây là khoảng gần 1m. Đây mình có sân bên hông thì anh ấy làm cho mình một bộ cửa kính lấy ánh sáng và gió trời ra ngoài sân nha các bạn. Gara đậu xe ô tô của mình đây cũng khá là rộng. Đây là không gian gara đậu xe ô tô. Nhà mình là có hai lớp cửa nha các bạn. Mình có một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm kính. Đây là sân bên hông nhà. Sân bên hông nhà này. Ngay gara đậu xe của mình đây mình có một cái kệ. Và ở bên dưới mình có một tủ giày dép. Đây là đường trước nhà của mình nha các bạn. Đường trước nhà của mình đây hai ô tô đi tránh nhau được nha các bạn. Đây là hình ảnh bên ngoài căn nhà. Căn nhà của mình là thiết kế là một trệt, hai lầu và một sân thượng. Ở khu phố 7 thị trấn Nhà Bè đây tiện ích rất là đầy đủ nha các bạn. Và bây giờ mình đưa các bạn đi lên tham quan chi tiết ở trên lầu 1 của căn nhà. Đây là hình ảnh cầu thang bộ này. Cầu thang bộ mình anh ốp đá này rất là đẹp. Ở đây mình có một chiếu nghỉ. Trên các tầng mình đều có một chiếu nghỉ nha các bạn. Nhà mình đây có giếng trời này. Giếng trời rất là sáng. Ở tầng 1 đây thì mình có hai phòng ngủ và hai toilet khép kín trong phòng nha các bạn. Đây là không gian phòng ngủ. Trong phòng của mình full nội thất hết rồi nha các bạn. Mình có giường nệm đầy đủ. Đây tủ áo của mình. Mình có táp đầu giường nha các bạn. Đây là tủ áo này. Tủ mới tinh luôn nha các bạn. Đây kệ tivi mình có đầy đủ hết này. Và đây là toilet trong phòng ngủ. Ở phía cuối nhà đây mình có cửa sổ nhìn ra đằng sau đây nha. Ra nhìn ra
sân sau nhà. Và bây giờ mình đưa các bạn đi tham quan phòng ngủ phía trước. Đây là phòng ngủ phía trước này. Nhà mình máy lạnh các thứ đầy đủ hết rồi. Đây trong phòng ngủ phía trước nha. Đây là phòng ngủ phía trước nhà của mình. Nhà mình đầy đủ máy lạnh, máy lạnh thương hiệu LG nha. Tủ áo của mình là full kịch trần luôn. Ở đây mình có một cái cửa sổ để nhìn ra phía trước nhà. Chỗ này thì các bạn có thể làm bàn trang điểm hay là bàn làm việc được nha. Căn phòng này thì mình có một cái cửa sổ nhìn ra cái sân bên hông nhà này. Sân bên hông đây rất là thoáng nha các bạn. Đây là bên hông này. Trong nhà mình đây mình toilet mình có trong phòng của mình có một toilet rất là rộng. Toilet của mình đây có một cái cửa sổ nhỏ. Nhìn ra trước nha các bạn. Để lấy ánh sáng. Toilet đây rộng rãi lắm. Và bây giờ mình đưa các bạn tham quan cái ban công. Trước nhà đây mình có một cái ban công này. Ban công nhỏ trước nhà đấy nha các bạn. Ngoài kia mình là kho xăng dầu. Và bây giờ mình đưa các bạn lên tham quan nha. Trên lầu 2. Ở khu vực lầu 2 đây các bạn nhìn thấy là không gian của mình giống y chang lầu dưới nha. Trong phòng ngủ của mình này, thiết kế nên giống như phòng bên dưới. Đây mình trong phòng ngủ này. Mình có cửa sổ bên hông này. Đây cửa sổ bên hông nhà nha. Cửa sổ sau nhà. Và trong phòng ngủ của mình đây đầy đủ nội thất hết. Tủ áo của mình kịch trần này. Mình đây có giường và ga gối đầy đủ hết nha các bạn. Táp đầu giường này. Và đây mình có kệ tivi. Kệ tivi anh ấy làm kịch trần luôn nha các bạn. Đây là toilet trong phòng ngủ. Toilet khép kín trong phòng nha các bạn. Toilet mình rộng lắm. Và đây mình đưa các bạn đi vào tham quan này. Phòng ngủ phía trước. Đây phòng ngủ phía trước này. Rất là sáng nha. Căn phòng này mình có hai cửa sổ và một cửa chính. Lấy ánh sáng này. Nhà mình sáng lắm. Ban ngày rất là sáng. Tủ áo kịch trần này. Nhà mình ga gối đầy đủ. Máy lạnh hiệu LG. Rồi đây là toilet trong phòng ngủ nha các bạn. Căn nhà này anh gửi mình bán với giá là 7,2 tỷ. Đây là ban công trước nhà này. Các bạn thấy ban công trước nhà mình khá là rộng. Đây đường trước nhà nha. Và bây giờ mình đưa các bạn lên tham quan nha. Trên sân thượng. Từ vị trí căn nhà đây mà các bạn đi lên Phú Mỹ Hưng thì các bạn đi khoảng 5 km. Mình đi về quận nhất thì mình đi khoảng 10 km nha các bạn. Trên sân thượng đây thì mình có một căn phòng. Trên này mình có một căn phòng rất là rộng. Ở trên này thì các bạn làm phòng tập gym cũng được. Mà mình làm phòng thờ hay... Nói chung là phòng này rất là rộng. Mình có thể sử dụng vào cái mục đích mà các bạn muốn sử dụng nha. Đây nhà mình có giếng trời này. Giếng trời rất là sáng nha. Và phía trước nhà mình đây có một... Đây sân trước nhà đây rất là rộng. Các bạn có thể trồng lan giống như nhà bên này. Đó. Nhà hàng xóm đây họ trồng lan, treo lan. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Đây là trước nhà của mình.
Căn này có bề ngang của mình trên sổ là ngang 5m, dài 12,5, nhưng thực tế của mình là ngang 5,4, dài 12,5 nha các bạn. Nhà mình thiết kế là một trệt hai lầu và sân thượng. Giá anh gửi mình bán với giá là 7,2 tỷ. Nhà full đầy đủ nội thất hết nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Đây là sân sau nhà. Sân sau nhà của mình đây khá là rộng. Đây mình có một cái thang để mình đi lên trên tầng trên này, mình để bồn nước và mấy cục nóng của máy lạnh nha các bạn. Sân của mình khá là rộng.